Trước là chòm xóm thi đua, sau thành người giỏi, có phen chỗ tài. Và sau đây, tôi xin được trân trọng công bố cuộc thi ai nhanh nhất bắt đầu. Xin tự giới thiệu, tao Long Mai Bắc Giang, tao đá hai chân như một chân như cầm chân gãy như nhật chân bóng tốt Long Mai Bắc Giang. Ôi trời ơi. Ai mà thân thủ phi phạm như thế này, chắc hẳn không phải người thường. Mau lộ mặt đi. Anh đây. Nhanh không? Nhanh không em? Ấy, có biết tại sao không? Hả? Không biết đúng không? Bởi vì anh đang dùng đường truyền mạng tốc độ 10 gigabit trên giây của VNPT. Đây là tốc độ lớn nhất mạng Internet Việt Nam từng đạt được. Siêu phát cho đời, siêu phát.